Đoàn xe của La Quốc nối nhau rời khỏi Mê Vụ Đại Sơn không sót chiếc nào. Có lẽ chính họ cũng không nghĩ mình có thể rời khỏi nơi rừng thiêng nước độc này mà vẫn vẹn nguyên đội hình. Nhìn theo đoàn xe dần khuất bóng, Linh Hoa không vui phồng mang trợn má hỏi thần thụ, sao lại giúp đỡ con người như vậy chứ? Chúng ta chẳng được ích lợi gì khi họ mạnh lên đâu. Biết con nhỏ này bướng bỉnh, Ngô Tử Du chỉ nhẹ nhàng nói bọn họ vốn là cao thủ siêu phàm rank 2, tự dưng từ Mê Vụ Đại Sơn đi ra liền tăng cấp vượt trội. Nói không có gì liên quan đến ta, ai mà tin. Chỉ định đến giải độc thôi, nào ngờ thấy mình có thể trở nên mạnh mẽ liền muốn mình mạnh mẽ hẳn. Nhân loại thật sự là một chủng tộc mâu thuẫn, bọn họ luôn nghi ngờ lẫn nhau, không bao giờ thật sự tin tưởng nhau. Mà khi tất cả mọi người nghĩ ngươi là kẻ xấu, thì kẻ xấu có thật tốt lên được bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Ngược lại cũng vậy, đã là người tốt trong mắt rồi thì thêm mấy chuyện xấu xa cũng chẳng thay đổi suy nghĩ. Cũng chẳng phải bọn họ là đám ngu ngốc, mà là thật sự không ai quan tâm ngọn nguồn sự tình, họ chỉ muốn tối đa hóa lợi ích của bản thân mà thôi. Tám nhảm vu vơ thế là đủ rồi. Cái rễ cây phân thân của Ngu Tử Du lóe lên ánh mắt sắc bén, bảo với Linh Hoa rằng ta chắc rằng không lâu nữa đâu, nhân loại sẽ từ từ đẩy nhau đến cái chỗ Mê Vụ Đại Sơn này. Nhưng đó không phải là kết quả mà hắn mong muốn, nhưng vẫn phải làm bởi hệ thống đã nhắc nhở rồi, bóng tối sẽ đến. Nhìn giang sơn mê vụ mà mình giành lấy bao lâu nay, Ngu Tử Du dù chưa biết bóng tối nào sẽ ập đến nhưng muốn mượn sức mạnh của nhiều chủng tộc hơn trước khi trận chiến đó đến. Hắn thừa biết một mình cây liễu và công ty của nó không thể nào chống cự được, nên lùi một bước để tiến một bước mà thôi. Linh Hoa nghe không sót chữ nào, đột nhiên ngập ngừng lên tiếng gọi thần thụ. Đôi mắt cô tròn xoe, ngạc nhiên hỏi sao dáng vẻ vừa rồi của ngài trông giống nhân loại quá vậy. Hắn bối rối tợn, không giỏi che giấu còn bị nhìn ra, liền lúng búng nói thì có lẽ do ở cùng kim tức quá lâu đó mà Lấp liếm cho qua vậy chứ Ngu Tử Du biết hắn đâu thể cứ thế chối bỏ phần con người đã tạo nên linh hồn của mình. Bèn không muốn ở đây thêm kẻo lộ hết hàng họ, đột ngột nói ta về lại để xem thứ trao đổi được lần này thế nào. Dưới chân cây liễu toàn là những tảng lôi linh thạch lố nha lố nhố phát ra ánh sáng vàng lấp lánh dưới trời nắng trong xanh. Ngu Tử Du ngắm nhìn chúng nó âu yếm cứ như gà mẹ nhìn trứng mới đẻ ra, nhưng hắn còn vui mừng hơn thế nữa. Lần này chỉ dùng 4 giọt tinh hoa sinh mệnh đổi lấy lôi linh thạch được chở đến trên cả 8 cái xe tải. Lời quá rồi. Thấy mình giống thương nhân ghê, vì một vụ làm ăn có lời mà có thể cảm thấy vui vẻ cả ngày vậy. Mà quan trọng nhất trong số đó chính là lôi linh thảo, là loại linh hoa được tích tụ trong mỏ quặng hệ lôi mà thành, cả thân cành lá đều là thứ ánh sáng bắt mắt quen thuộc. Ban đầu nó chỉ là một cái gai sen lẫn trong quặng đá, nhờ hấp thụ liên tục linh lực từ đó mà tạo thành hình bông hoa này đây. Ngu Tử Du đã để lại 100 giọt tinh hoa sinh mệnh trên tế đàn, sau này cứ có nhân loại đến xin xỏ chữa độc cứ để linh hoa xử lý là được rồi. Tham lam như Ngu Tử Du muốn biết những lần tới đám con người sẽ mang gì đến để mua chuộc mình lắm, nhưng giờ hắn bận rồi, đã đến lúc phải thăng cấp lên rank 4. Đường lúc căng thẳng suy nghĩ chiến lược, hắn ngẩng phát lên nghe đứa nào nhai chóp chép. Khá lửng vui vẻ ôm một đống lôi linh thạch nho nhỏ vừa tay, vừa bỏ miệng nhai vừa ngâm nga mấy giai điệu với vẻ thích chí lắm. Thằng này đã xin phép chưa mà hôi của công khai vậy nhỉ, muốn cho một cái dây leo tét đít nó ghê. Mà thôi, nhìn nó lấp lánh thế này Ngu Tử Du cũng muốn cắn một cái. Hắn sẽ để lại nhiều chút cho đám dị thú thuộc tính lôi gặm nhấm, dù sao bọn chúng cũng phải dùng số đá này để thăng cấp mà. Nghĩ là làm, một khối lôi linh thạch trà bá được đặt dầm xuống ngay sau lưng Khá Lửng, khiến mặt đất dưới chân nó chấn động dữ dội, mất đà mà ngã lăn ra đất. Đang định chửi lại va ngay vào khối linh thạch siêu to khổng lồ, Lửng cảm động quá mà chảy cả nước mắt. Hóa ra thần thụ đã hiểu nỗi lòng kẻ hôi của nhưng chỉ dám hôi những viên vụn nhỏ nhỏ như nó, cho cả một tảng thế này làm nó khóc hết nước mắt vì cảm động. Đã thế Ngu Tử Du còn coi như không biết gì, không thèm nhìn nó mà hết mặt sang chỗ khác đúng kiểu không tính toán, làm hình tượng thần thụ đại nhân trong trái tim Lửng ca tăng thêm một bậc, nó tự thầm thì mãi mãi là sếp của lòng em nhé, em mãi mãi hướng về anh. Thôi bớt diễn trò tình cảm, tới giờ rồi Ngu Tử Du cho đám rễ cây của mình ôm chọn mấy viên lôi linh thạch để bắt đầu hấp thụ. Chúng nó được hấp thụ qua đường rễ cây, phút chốc tan chảy hết sạch, chuyển linh lực vào cây liễu giờ đang phát ra ánh sáng màu vàng siêu ảo lung linh là lên luôn. Như quá tải không dẫn nổi linh lực nữa, ánh sáng đó đánh mạnh lên bầu trời đã chen chúc đầy mây đen bên trên. Gió gào thét ồn ã rồi giật chớp, hòa cùng với lôi sét của Ngu Tử Du làm cả cây liễu như đang bị sét đánh phừng phừng. Cột ánh sáng thăng cấp của Ngu Tử Du quá khác, từ nơi xa cửu vĩ với 4 cái đuôi uốn lượn của mình còn đắm mình trong mảng vàng từ đó phát ra. Cô chị cả bao giờ trông cũng nghiêm túc, đoán định lần này bắt đầu rồi không biết sẽ qua bao nhiêu lâu nữa. Lần sau khi thần thụ tỉnh lại, nhất định đã trở nên khác biệt hoàn toàn. Đã vậy những chuyện khác các anh chị em trong công ty phải tự lo thôi, cửu vĩ liếc mắt ra sau gọi lão Ngưu, nó vừa vâng một tiếng liền ra lệnh giao quả trứng rồng vỡ nát cho lão tứ đi nhé. Tất nhiên cửu vĩ biết quả trứng rồng đó không thể ấp ra con non được nữa, nhưng đế ngạc vốn đã tiến hóa đến một giai đoạn rất gần với giống rồng, hy vọng có thể thành công dung hợp huyết mạch chủng loại trong thần thoại này với huyết mạch của nó, chắc chắn sẽ có sự thay đổi ngoạn mục về chất. Ngư ma mải miết một mình đi đến nơi có hồ nước rộng lớn giữa những dãy núi đá. Nơi này không có mấy cây cối, chỉ có dòng nước trong xanh, khung cảnh đơn giản lại là chỗ cho lão tứ của nó vẫy vùng. Thét lớn lên, alo 1234, lão tứ ơi! Bằng thái độ hết sức cục xúc của tông giọng siêu lớn không khác gì bò giống, Ngưu Ma thành công gọi dậy một kẻ to xác đội nước mà đứng lên. Trông cái hồ bé thế kia mà gọi ra được con thủy quái trông lực đét. Đế ngạc vừa ngoi lên đã hướng ánh mắt chằm chằm vào thằng anh, kích thước của nó đồ sộ đến nỗi che luôn ánh sáng mặt trời sau lưng, thấy mặt mũi đen xì xì sợ vãi mật. Đến Ngưu Ma thỉnh thoảng đến thăm thằng em cũng phải giống lên, cái lồng mía, sao mà mày lớn dữ vậy em?
Suýt thì mất phong thái đàn anh, Ngưu Ma giơ ra quả trứng rồng nứt một đường lớn, giới thiệu với chú em đây là trứng Á Long mà thần thụ bỏ giao cho mày đấy. Thần thụ không có ở đây mà luôn ở Mê Vụ Đại Sơn trấn thủ, nhắn nhủ đây là thứ mà chú em xứng đáng nhận được. Đế Ngạc đứng thẳng người dậy, nhắc lại ba chữ trứng Á Long hả? Rồi không đợi Ngưu Ma giải thích trứng Á Long thì có gì khác trứng gà, nó dứt khoát há cái miệng rộng như hố sâu cho anh hai ném thẳng vào trong. Miệng vừa khép lại mắt liền phát ra ánh sáng kiểu đã được mặt trời chân lý chói qua tim, chấn động linh lực mạnh mẽ đến mức khôi trụ ở xa nơi đó cũng phải quay đầu nhìn thử xem đang có chuyện gì. Thằng em to xác của Ngưu Ma đang phát ánh sáng từ bên trong xuyên ra hẳn bên ngoài, trông nó không khác gì cái bóng đèn công suất cao chiếu sáng khắp nơi, muốn che mờ đi cả mặt trời. Ngưu Ma rảnh rỗi khoanh chân chờ Đế Ngạc biến đổi, ra dáng đàn anh bảo vệ thằng em cứ từ từ mà hấp thu đi, có mình ở đây rồi không sợ bị ai quấy rầy. Từ góc nhìn của Cửu Vĩ, thấy được cột sáng bắn thẳng lên trời của Đế Ngạc, tuy kích thước và sức mạnh không lớn bằng thần thụ nhưng cũng không thua kém gì khi nó đột phá đâu. Thầm hài lòng và sự cảnh giác tăng lên gấp bội, hôm nay có cả hai kẻ cùng đột phá, chị cả như nó đây phải hết sức đề phòng kẻ khác đến quấy rối quá trình này. Ở ngoài náo động là thế chứ bên trong chỗ tế đàn, Kim Tức và Bạch Hổ đang rì rầm canh giữ quả trứng rồng trên cái hồ tinh chất sống. Cô dịu dàng nói Hổ em nhất định phải bảo vệ trứng rồng cho thật tốt nhé. Nó hiểu ý cô đấy nhưng miệng chỉ nhả ra được mấy chữ, tất cả mọi người đều sẽ chết. Đúng là Bạch Hổ oai phong đến mấy ở công ty này vẫn là hổ ngu. Lãnh Phong cùng đại ca chuột của mình đứng cách đó không xa, thấy cả thân thể đều được phủ một lớp ánh sáng vàng, thầm cảm thán lần này thần thụ đột phá chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại cục thế giới cho xem. Bên chỗ cây liễu phát ra ánh sáng cực đại, bên phía Đế Ngạc cũng đang gầm u a cực lớn khi phải tiếp nhận nguồn linh lực khổng lồ. Cánh tay nó đánh tách một tiếng, mọc ra mấy ngón tay thanh mảnh có bộ neo kali trắng sắc, hình dạng uốn lượn to nhỏ hệt như cấu trúc của con người. Đôi mắt nó bừng lên con ngươi đỏ, khác hẳn cái hốc chỉ phát ra ánh sáng ban đầu, trông có vẻ lanh lợi và uy quyền hơn hẳn. Tiếp tục gồng người kêu lên những tiếng a dữ dội quẫy tung mặt nước, những chiếc gai xanh trên người Đế Ngạc giờ đây được chuyển cả sang màu vàng đặc trưng của hệ lôi. Những chỗ trống của lớp da nó theo đó mà phát sáng, toát ra luồng linh lực mạnh mẽ đến mức Ngưu Ma phải gồng người giữ lắm mới không bị thổi bay đi. Phạm vi mấy km quanh đó bị gió thổi ào ạt như bão ghé đến, cây cối ngã ngửa ra sau, sóng lớn đánh ầm ầm cùng tia sáng bắn véo véo qua, đúng thật là khung cảnh của dị tượng. Hình thái mới của Đế Ngạc trông vẫn lực đét, lớp da cứng cáp bên ngoài trông có vẻ sẫm màu hơn, những đường chạy ngang dọc như một tấm lưới điện thiết kế riêng làm nó phát sáng rõ rệt dù có đi vào màn đêm đen. Ngưu Ma bối rối không tin được một quả trứng Á Long có thể làm thằng em mình phát sáng đến mức này. Nhìn những đường nứt nẻ trên da Đế Ngạc, nó lấy lại bình tĩnh một chút rồi giống lên, "Em Tư ơi, chúng mày đột phá thành công rồi." Đang định ăn mừng luôn thì Đế Ngạc lại phát ra ánh sáng dữ dội hơn nữa, những đường kẻ caro trên người nó giờ mở rộng ra như nứt toác, nó hét ngược lại chưa đâu, còn tiến hóa được nữa. Đế Ngạc ngoạc mồm ra giống, thấy thân mình hình như miếng sắt nung trên lửa chẳng mấy chốc chuyển sang màu đen sẫm, những mạch sáng trên thần hóa sậm hơn, trông như lửa già đang hừng hực cháy. Chân nó vằn vện đầy những đường tương tự như thế, thổi ào ạt đất cát nước hồ dưới chân tung tóe ra mọi hướng mọi chiều. Ngưu Ma sợ thật rồi. Hình thái lúc nãy đã khiến nó nhìn không khác gì một con thú nhân vật chính, luồng linh lực tỏa ra bây giờ càng khiến thằng anh như nó đây sợ muốn thọt cái giái vào trong. Cuối cùng Đế Ngạc đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa của nó, trở thành Hóa Long, hóa thân của Nham Long trong truyền thuyết. Vậy ra thứ hừng hực trải quanh cơ thể nó không còn là lửa nữa, nó là dùng nham cuồn cuộn trong huyết mạch của Đế Ngạc mà trào ra.